Xin chào tất cả các bạn đang theo dõi chương trình Ảo thuật cùng Di. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Di sẽ giới thiệu với các bạn một cái kỹ thuật biểu diễn bài hay còn gọi là múa bài. Thì ở đây Di sẽ giới thiệu với các bạn một cái động tác cũng khá là đơn giản, nó gọi là Sibiu. Đó, thì cái động tác của nó là như thế này. Đó. Vậy thì chúng ta sẽ được học nó một cách chậm rãi và từ từ hơn ngay sau đây thôi. My Lifestyle, khai phá và nâng tầm phong cách của bạn.